Xe đạo an tâm chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì bên nhà em sẽ lên cho các bác một sản phẩm, đó chính là đồng hồ đo tốc độ BSC 300. Dòng này thì tại bên nhà em mới cập nhật thêm nên là có rất là nhiều bác chưa biết về cách sử dụng cũng như là về cái cách thức hoạt động của cái đồng hồ này. Thế nên là ngày hôm nay thì em sẽ nhờ bạn kỹ thuật viên bên nhà em hỗ trợ các bác để có thể là xem cách thức hoạt động của nó như thế nào, dụ sử dụng nó có dễ dàng hay không. Và bản BSC 300 này thì hiện tại bên nhà em về thì sẽ là full hộp như thế này nhé. Dòng này thì sẽ là hàng chuẩn nội địa chung luôn, có mã quét ở đây để các bác có thể quét mã để có thể kiểm tra đồng hồ nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành test thử đồng hồ luôn cho các bác. Đầu tiên các bác sẽ có một cái đồng hồ mới như này. Bản này khi các bác mua thì em sẽ tặng kèm thêm những phụ kiện của đồng hồ cho các bác luôn nhé. Đầu tiên mở đồng hồ ra thì các bác sẽ có đồng hồ này, và phía bên trong đây thì có thêm một vài phụ kiện khác nữa. Đầu tiên thì các bác sẽ có hai cái gá bắt đồng hồ cũng như là có thêm hai cái dây níu và quyển sách hướng dẫn đồng hồ. Quyển sách này bên trong có rất là nhiều thứ tiếng để các bác có thể là tham khảo. Bây giờ thì em sẽ tiến hành mở đồng hồ luôn nhé. Khi các bác mở cái đồng hồ này ra nhé, thì trên những cái cạnh của cái đồng hồ ấy, nó sẽ có những cái nút. Đây nhé, thứ nhất là nút nguồn này, nút đỏ này. Thứ hai là nút đồng ý, nút chọn. Thứ ba là nút điều chỉnh lên xuống. Đây, điều chỉnh lên xuống nhé. Thứ tư này, nút này là nút quay lại, cũng như là nút gọi là reset đấy. Chỗ thứ năm này, nút này là nút bắt đầu. Khi mình nhấn mình cài đặt xong rồi ấy, mình nhấn bắt đầu là nó sẽ chạy theo chạy luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cái đồng hồ lên nhé. Các bác giữ nút nguồn khoảng độ 10 giây. Đó. Đầu tiên này, thì mình sẽ chọn ngôn ngữ. Thì những cái đồng hồ này mặc định của nó là không tiếng Việt. Nhưng cái bản BSC 300 này là mới bản cập nhật của 2024 là nó sẽ có tiếng Việt. Thì mới đầu mua về các bác sẽ chọn dùng tiếng Anh trước nhé. Tiếp theo là múi giờ này, múi giờ của Đông Nam Á, của Việt Nam ấy thì là 7 cộng nhé, các bạn nhấn nút này, cộng với số 7 đúng không em? Đó, nhấn OK. Rồi, nhấn chọn tiếng xong, chọn tiếng và chọn múi giờ xong nó sẽ hiện cái một cái mã QR này. Các bác vào phần quét mã trên điện thoại nhé, rồi các bác mở lên. Rồi quét nó sẽ hiện một cái app, rồi các bác tải về giúp em. Đây, như các bác nhấn OK này. Đây, như của em nó sẽ tải về rồi, thì nó là IGPS Sport đó. Tiếp theo này, các bác chọn đơn vị đo, một emmeter hay là metric, các bạn chọn mét giúp em nhé. Đó, đây là vào giao diện này. Rồi xong đồng hồ rồi thì các bác mở app lên giúp em. App đây sau khi tải về nó sẽ bắt mình vào đăng nhập. Thì các bác mới mua về thì mình cũng chưa có tài khoản, thì mình sẽ nó sẽ đề xuất đây là một cái Facebook này, hai là Apple này, ba là hai cái app của nó. Những bác dùng Android thì nó sẽ có Google nữa. Thì cái này em dùng iPhone ấy, thì em dùng Apple nhé. Sau khi các bác đăng nhập xong nhé, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Đó, thì các bác vào phần cuối cùng cho em, chọn My này. Đó, bác nhấn vào cái phần đại diện của mình. Thì các bác sẽ gọi là setting nhé, setting hết là profile của mình. Tên này, rồi chiều cao, cân nặng, ngày sinh, các thứ, thành phố. Thành phố đây thì nó cũng có của Việt Nam nhé. Đó, có Việt Nam này. Như em ở Bắc Giang thì em sẽ để là Bắc Giang sẽ là gần cuối. Đây, Bắc Giang đây. Đó, bác để ngày sinh các thứ. Xong khi xong rồi nhá, thì các bác sẽ cái lối video như thế này, chơi đồng hồ. Đó, đồng hồ thì thường thường để là khoảng độ 2 phút là nó sẽ tự tắt đấy. Đó, bây giờ mình sẽ vào phần setting, phần đồng hồ này. Setting này,
mình phần pen phone để kết nối với điện thoại. Bây giờ mình sẽ kết nối với điện thoại nhé. Để trên điện thoại mình vào phần device này, phần này, phần thứ ba. Nếu mà những các bác cao tuổi mà không biết thì mình cứ vào phần thứ ba từ bên tay trái sang đó, xong mình add cái đồng hồ của mình vào, của mình thì là BCS 300 này, nó sẽ hiện một dài dọc một đây, mình sẽ nhấn vào BCS 300, nó kết nối đó, BCS 300 này, nhấn vào kết nối này, connect này, pin này, Earnout này. Đó, sau khi kết nối xong là mình chọn copy button này. Đó, đây là mình kết nối xong rồi nhé. Kết nối xong ấy thì cái bản này vẫn chưa có tiếng Việt, thì mình sẽ vào phần update của nó đây. Dấu hiệu nhận biết gọi là cũng gọi là mù chữ đi, như em đi. Thì mình sẽ vào phần mỗi tên nửa này. Đó, hình dấu tên nửa này. Mình nhấn vào đây nhé. Đó, xong mình sẽ có nó các bạn update của 2024. Mình sẽ update có phiên bản của chiếc này lên. Download now này. Sau khi đó các bác nhìn đó, bắt đầu update. 6% rồi. Update nó cũng rất là nhanh thôi. Nó khoảng độ 1 phút thôi. Chưa đến 1 phút thôi. Đó, xong rồi này. Update xong này. Đó, đồng hồ update sau update xong nó sẽ tự khởi động lại nhé. Đó, bây giờ mình sau khi update xong rồi thì mình sẽ vào phần cài đặt. Đây là em kết nối điện thoại, nó hiện luôn cả tin nhắn của em luôn đấy. Mình vào phần cuối nha, sai tầm này. Xem mình chọn end wait. Sau khi update xong nó sẽ vào tiếng Việt, thì nó sẽ tiếng Việt sẽ ở cuối. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tiếng Việt này. Mình dùng tiếng Việt nhé. Đó. Xong các bác sẽ gọi là setting hết tất cả các setting lại tất cả các đơn vị. Nếu mà mình muốn đi mà mình dùng bản đồ ngoại tuyến ấy thì mình sẽ dùng GPS này nhé. Cài đặt lại GPS này. Mình vào là xong mình sẽ chọn cái cuối cùng. Nó có QZSS này. Nó sẽ là bản đồ ngoại tuyến đấy. Mình nhấn vào. Để cài đặt bản đồ ngoại tuyến. Rồi nhá, xong xong cái setting xong cái đồng hồ này rồi. Thì cái đồng hồ này nó cũng có rất nhiều chức năng. Đó, ví dụ như là phần đào tạo này, mặc định sẵn của đồng hồ. Có cho mình là tập luyện này, huấn luyện viên thông này. Em vào thử tập luyện nhá. Đó, tập luyện là có cho mình là training các bài tập aerobic này, camping này. Rất nhiều luôn. Là có huấn luyện viên cho mình luôn. Nhưng mà huấn luyện viên này mình phải cài từ trên điện thoại. Nhưng mà thường thì các bác đi, nếu mà đi đạp xe thì cũng không cần lắm đâu. Về phần chế độ đi xe nhé, mình dùng là chủ yếu là chế độ đi xe này. Thế mình sẽ chọn là ngoài trời đi. Tại vì tất cả các bác bán xe thì đi ngoài trời rồi. Bác nào có điều kiện thì sẽ dùng cái gọi là hỗ trợ đạp ở trong nhà. Đó, mình chọn ngoài trời nhé. Mình bật cái cuối này đây, hồ sơ thông minh này đây. Đó, được rồi. Đó, mình vào phần cài đặt này. Ở trong phần cài đặt nhé, nó sẽ có cảm biến. Mình sẽ thêm cảm biến. Cảm biến này nó sẽ có nhịp tim này, đồng hồ này. Thì những cái phần cảm biến này ấy, thì nó sẽ kết nối với điện thoại luôn. Và điện thoại của các bác thì những các bác dùng gọi là đồng hồ thông minh ấy, nó có đo nhịp tim này, hoặc là đo những bước chân của mình thì nó sẽ tự động kết nối luôn, nếu không mình sẽ phải cài đặt từ trên điện thoại. Đây là phần cảm biến. Phần này là kết nối với điện thoại rồi. Đây là quản lý quyền lực, tức là quản lý phần pin các thứ đấy. Và chủ đề này, chủ đề là mình sẽ chọn được màu, có rất nhiều màu đây luôn. Và chế độ tối, thường thì em để tự động thôi. Phần hệ thống nhé, hệ thống nó có sẽ đèn nền,
Đó, và phần đèn nền này thì mình để đi được ngoài trời thì các bác lên để phần ngày này là 50% và phần đêm thì nó là 40%. Là đi sẽ là ok nhất. Chết rồi, em quên không lưu rồi. Đó, là đi bay nhìn thấy bàn mình có sáng chưa? Đây là chế độ ban đêm nhé. 40% này các bác đi ok nhất rồi. Về phần âm thanh, riêng em thì em lại không thích những gọi là những tiêu tít tít. Đó, thì em sẽ tắt nó đi. Đấy chưa? Các bác thấy chưa? Em các bác thấy nó mất tiếng kêu chưa? Bật lên nhé để các bác nhận diện được. Và phần thời gian ấy, thời gian múi giờ 7 cộng thôi. Định dạng giờ là 24 giờ theo điện thoại thôi. Ngôn ngữ rồi. Đơn vị rồi, vừa nãy mình chọn rồi. Đó. Đó là phần đồng hồ nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là mình chọn lộ trình ở trên điện thoại và mình sẽ tải về phía đồng hồ này để mình còn đi đạp theo lộ trình, hoặc là cũng có thể là mình chỉ lấy cái lộ trình đó để mình hiện công tơ mét thôi. Đây nhá. Trong phần điện thoại nhá. Thì các bác về phần hồ sơ cho em, phần mai này. Các bác vào mai rau này. Đó. Các bác thêm lộ trình này. Rồi nút đỏ nhá, thêm lộ trình này. Những cái này là có import rau này, trong này 3 dòng đầu tiên thì là tức là mình có dữ liệu sẵn ấy thì mình sẽ nhập vào. Còn 2 dòng cuối là mình sẽ nhập theo map. Thì cái này là em không có lộ trình sẵn, em sẽ nhập theo map nhé. Em sẽ nhập theo Apple Map này. Đó, đây là bản đồ của nhà em này. Định vị GPS luôn mà. Đó, thì em chọn lộ trình nhé. Chọn lộ trình thì cái đầu tiên này, em đã chọn chấm xanh này là của em này. Giữ, em sẽ giữ khoảng độ 3 giây. Nó sẽ hiện lên là cách cài đặt. Em sẽ chọn là set start point, tức là điểm bắt đầu đấy. Và điểm cuối nhé, điểm cuối em sẽ để là phía ngã tư đường vào nhà em đi. Đây, lỗ thất ô tô này. Mình để đây nhá. Em sẽ chọn vào đây. Em sẽ chọn là set end point, điểm cuối này. Đó, lộ trình 6,2 km. Tân Trung đường tỉnh. Rồi, các bác nhấn new là được. Khi nhấn new nhá thì em sẽ đổi tên cái này thành test nhé. Test 1 đi. Test 1 này. Nhập này. Đó, xong các bác nhấn save là new vào. New nhá. Rồi, sau khi lưu rồi ấy, thì nó sẽ hiện là lộ trình test 1 của mình ở đây. Các bác nhấn vào này. Nó sẽ hiện lộ trình của mình này. Xong các bác sẽ chọn vào phần này để lưu bản đồ ngoại tuyến trước. Đó. Đó, bắt đầu bản đồ ngoại tuyến rồi. Các bác nhấn vào phần download to the GPS by computer. Các nhìn thấy phát nữa không? Rồi đấy. Bây giờ nó sẽ, khi mình nhấn vào xong nhé, đồng hồ nó sẽ hiện luôn. Về phần đấy, về phần bản đồ. Đó, bạn nhìn chưa? Đó, bản đồ, đây là bản đồ nhé. Nó sẽ có theo lộ trình cho mình luôn. Đây là 100m này. 150m, đây mình theo lộ trình. Trong phần đồng hồ đây nhé, nó sẽ có luôn này. Giờ này, khoảng cách này, tốc độ này, thứ hai cái thời gian của ngày này, hiện tại em đang quay buổi tối là 19:18, khoảng cách đi được bao nhiêu mét, tốc độ ở đây, đây là nhịp tim này, đây nhá, đây em sẽ lấy ví dụ cho bác luôn, đây là cái đồng hồ mà em đang sử dụng nhá, đây là tên của em các thứ này, em đang kết nối với lại bí xe 300 kPa này, đây là theo lộ trình của em. Đây là em mới chiều nay em đi test thử thôi nhá. Đó. Xong là tốc độ được bao nhiêu calo này, bao nhiêu độ C này. Về phần này nó khi mình đạp rồi nhá, nó sẽ lưu bản đồ của ngoại tuyến của mình. Nó lưu về. Đây. Mình vào phần dẫn đường nhá. Chọn vào đây. Tuyến đường này.
Đó, em để đây là test 1, test 2, test 3 này. Để test nhé. Điều hướng. Đó. Các bác thấy chưa? 48 mét nữa là rẽ bên tay trái. Đây là bản đồ ngoại tuyến nhé. Điều hướng hết được luôn. Sau về sau mình cũng sẽ không phải về, gọi là nhỉ, kết nối điện lại điện thoại nữa. Đó. Nó hiện đầy đủ luôn. Về đường đi này, đi theo đường nào này. Nó hiện luôn cả là gì? Đây là các tuyến đường khác luôn. Đây tuyến đường chính đây. Các bạn thấy nào ạ? Đó, đây là đường quốc lộ nhé, nó hiện đường quốc lộ nhé, những cái đường dọc chính này. Ok. Vừa xong, bạn kỹ thuật viên bên nhà em đã hỗ trợ các bác để hướng dẫn các bác sử dụng sơ qua về cái đồng hồ BC300 này. Thì bản này thì hiện tại bên nhà em khi các bác mua thì em sẽ tặng kèm theo cho các bác là phụ kiện nữa. Thì có một túi zip như thế này thì các bác mở ra nhé. Bên trong đầu tiên thì sẽ có cho các bác là ốp bảo vệ đồng hồ này. Có ốp bảo vệ đồng hồ này, có cáp sạc đồng hồ này, có hai tấm bilin đây để các bác dán bảo vệ mặt kính đồng hồ chống bị xước nhé. Đây là dây treo đồng hồ này. Và phần ở trong túi kia thì nó sẽ là giấy cồn để các bác có thể lau màn hình trước khi dán bilin bảo vệ màn hình điện thoại, bảo vệ màn hình của đồng hồ nha các bác. Đây là tất cả phụ kiện thì em sẽ tặng kèm theo cho các bác khi mua đồng hồ tại bên nhà em. Khi các bác nhận đồng hồ các bác kiểm tra đầy đủ giúp em nhé. Thì bản đồng hồ BSC300 này hiện tại bên nhà em đang đưa tới các bác với mức giá là 2.900.000 đồng, sẽ được miễn phí giao hàng tận nhà luôn. Và ngoài bản BSC300 thì bên nhà em còn có bản BSC200 nữa. Bác nào mà quan tâm đến bản nào thì có thể liên hệ trực tiếp với bên nhà em hoặc là kết nối qua Zalo để được bên nhà em hỗ trợ tư vấn và lên đơn nha. Bác nào mà đã đặt đồng hồ bên nhà em rồi mà xem qua video mà chưa biết cách sử dụng thì có thể được gọi điện trực tiếp qua video Zalo để được các bạn bên nhà em hỗ trợ hướng dẫn sử dụng nha các bác. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ.